một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An, thơ Nguyễn Đình Toàn, nhạc phẩm được mang tên Anh đến thăm em đêm 30. Xin quý vị vỗ tay cho Kim Phương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Anh đến thăm em đêm 30. Tình yêu.
Xin gửi vị nhạc phẩm được mang tên Duyên Phận với hai nữ ca sĩ Hương Diễm và Hạnh Quỳnh. Mom.